giờ sẽ ép 3110 về rất nhiều các bác nhé. 3110 MK2, tất cả đây đều là 3110 MK2. Đấy, em sẽ đi quay và giới thiệu chi tiết về cái mẫu giờ CF 325 của Ý này cho các bác cùng xem. Những đôi loa giờ CF 3110 MK2 hay 5212 MK2 khi em gửi đến các bác thì đều là những đôi loa rất là đẹp, và hàng em đã là những cái mặt hàng em tuyển chọn. Đấy, đây các bác có thể nhìn rất đẹp đúng không các bác. Đấy, rất là đẹp. 3110 MK2. Dòng MK2 này thì nó sẽ là đít sau của MK của trơn nhá, 3110 trơn và 3110 MK2, MK2 là đít sau. Sau đời này thì nó sẽ đến cái đời MK3. Đấy, nó có rất là nhiều đời. Thì cái MK2 đời này của em về nó là thùng bóng, thùng sơn bóng. Thùng sơn bóng giống thùng Nexo các bác nhá. Thùng này nó sơn giống thùng Nexo. Nhưng em có một cái đặc điểm em rất thích ở cái thùng này, nó là cái chất lượng thùng nó còn ngon hơn Nexo. Tại sao em nói ngon hơn Nexo thì em sẽ chia sẻ cho các bác một chút. Là đối với Nexo, đây em sẽ bỏ cái bát cái check ra. Cái này thì quá quen thuộc rồi, quay các bác rất là nhiều rồi. Cái thùng của Nexo thì khi các bác một thời gian thì cái thùng của Nexo các bác về nó sẽ bị nứt hết cạnh, nứt hết các cái đường này, này nó các cái đường này đều bị nứt hết này. Nhưng đối với giờ CF thì em chưa thấy bị nứt hoàn toàn, kể cả những đời trơn thường hay đời MK2 thì đều hoàn toàn em chưa thấy bị nứt. Đấy, Nexo thì bị nứt nhiều này, các cái đường này, này. Đấy, các cái đường này này, như thùng này thì không bị nứt, hoàn toàn không bị nứt nhá các bác nhá. Nên em thấy về cái chất lượng thùng của giờ CF này nó còn ngon hơn Nexo. Để mà nói chất gỗ thì như nhau. Đấy, nên tại sao em gọi con giờ CF 3110 hoặc 3110 MK2 nó là những cái dòng tiểu Nexo. Công suất nó cũng ngang ngửa với cả những con Nexo PS10, PS10 R2, công suất nó cũng đều ngang ngửa nhau. Và về cái chất âm thì nó cũng được đạt được khoảng 1910 so với cả Nexo. Không thể bằng Nexo được nhưng nó cũng đạt được khoảng 1910. Chất âm nó cũng rất là tuyệt vời. Và về cái giá cả thì nó rẻ hơn Nexo rất nhiều đúng không? Nên nó là một cái sự lựa chọn nó rất là đầu tư thấp nhưng được cái chất lượng rất là cao, gọi là tiền ít nhưng mà được thịt nhiều đấy các bác ạ. Và có một cái đặc điểm em muốn chia sẻ với tất cả các bác là về treo giờ CF. Thì đối với giờ CF thì nó sẽ không có cái bản treo như này, bản treo hai bên. Và thường các bác về treo ấy, các bác chỉ cần xoáy một Z-ốc vào đây này và các bác bắt lên cái giá của các bác này. Đấy, cái giá các bác phải chế nhá. Chứ cái giá này ở sẵn bây giờ cũng gần như là cũng không có mấy sẵn để treo đâu. Cái này chế hoặc là các bác cắm cọc ở dưới thì nó sẽ có cái chân cắm cọc để các bác cắm rồi. Cái này không nói. Nhưng mà các bác sẽ phải chế. Thường là treo các bác phải chế. Cái này nó treo thì nó có thể là treo bên cạnh. Cạnh này có thể đều treo được hết các bác nhé. Đấy. Cạnh này thì là đây nó đang dán cái băng dính vào đây này. Đấy, có con nó treo bên cạnh thì nó sẽ bỏ cái băng dính ra rồi, còn không thì nó sẽ dán vào. Đây. Đó. Rất là đẹp. Hàng em về thì đều là hàng tuyển chọn mướt mượt mượt để các bác có thể là chơi. Loa thì zin xịn 100% rồi, cái này thì cũng không phải bàn cãi nhiều. Đây. Ốc ác thì em xoáy ra con nào em để lại gọn con đấy luôn. Không phải nói quá nhiều về giờ CF. Cái này thì em đã chia sẻ quá nhiều với tất cả các bác rồi. Đấy, thì lô đợt này em về thì cũng được tương đối. Đấy, cái số lượng em vừa quay lúc nãy các bác cũng có thể xem đấy. Đẹp lắm, mượt mát lắm các bác ạ. MK1, trơn thì em không còn. Bây giờ em chỉ còn MK2 của 3110 và MK2 của 5212 các bác nhá. Đấy, nó đã là cái gì đấy vừa tiền mà nó đẳng cấp các bác ạ. Giờ CF mà các bác chơi được giờ CF Italy xịn này thì không bao giờ phải lăn tăn về chất âm, gần như cũng không còn cần phải nâng cấp quá nhiều nữa rồi. Đã chơi đến giờ CF thì khả năng cũng không cần nâng cấp lên đến Nexo. Đó, em nói thật vì em thấy âm thanh giờ CF này hát karaoke gia đình nó là tuyệt vời. Nếu mà để hát nhá cái lời ca của giờ CF này nhá, theo quan điểm của em ấy, nó có thể là ngang Nexo và nhìn hơn Nexo. Đấy, còn nghe nhạc thì Nexo nó dịu dàng hơn một xíu. Đấy, chứ còn thằng giờ CF này nó rất là mạnh. Made in Italy. 22 triệu cho một cặp 3110 MK2.
đẹp các bác nhá, hàng của em thì đến tay các bác yên tâm là đẹp, được chưa? Chất lượng, phần tần này. Cho các bác xem lại một chút về phần tần. Phần tần này, đẹp không? Bóng loáng bóng loáng luôn. Rất đẹp. Dày nó này. Đây. Còn gì phải để chê nữa đúng không? Không có gì để phải chê trách cả. Và các bác đừng so sánh với cả những cái con này, so sánh với cả những con LDH hay là GAE nhé. Nó là ở một tầm khác, được chưa? Bát check GCF này là độc quyền, chỉ có trên những đôi loa GCF thì mới được sử dụng bát check GCF này các bác nhé. Có nghĩa là các bác nhìn hình thức giống thôi, nhưng cấu tạo chất lượng nó khác. Tại sao? Vì đây là hàng thửa riêng của hãng GCF, dành cho loa GCF của họ và sản xuất tại Ý. Còn những dòng bát tép sản lắp đặt ở trên những NDH hoặc là GAE ấy, thì đấy là những dòng bát check của mẫu loa thương mại. Có nghĩa là những cái dòng loa đấy là được cung cấp ra ngoài thị trường, buôn bán ra ngoài thị trường, bán ra toàn cầu. Và những cái dòng đấy hiện tại là sản xuất tại Chila. Các bác nhớ, vẫn có tem. Các bác nhìn sẽ nhìn thấy có các con có tem xanh này. Đấy, tem xanh ấy. Nó vẫn ghi là made in Italy. Nhưng mà những dòng đấy là được sản xuất tại Chila. Và cái dòng đấy là dòng thương mại. Nó sẽ không bao giờ, nó như cái dòng limited này. Có nghĩa là cái dòng này nó chỉ trên GCF thì mới được sử dụng những các cái dòng cao cấp nhất của GCF. Đấy. Thì em chỉ cần nói như thế là các bác sẽ hiểu rồi, đúng không? Một thương hiệu người ta muốn làm cho một cái đôi loa nó chất lượng nhất của hãng của họ thì không bao giờ họ chia sẻ cái bát cái check này cho các đội khác để làm được. Mà cái bát cái check này chỉ bên họ mới được sử dụng. Còn những cái bát cái check mà chia sẻ sang chỗ các bên khác sử dụng ấy, thì đấy là những cái hàng thương mại. Hàng người ta làm thương mại ra ngoài, làm số lượng quá nhiều thương mại thì chất lượng không bao giờ bằng những bọn này được. Đấy, các bác nên nhớ một điều là như vậy. Nên tại sao cái cả BNC nắp ở trên Nexo nó cũng khác với BNC thương mại ở thị trường. Đấy. BNC nắp ở trên Sibung nó cũng khác với BNC nắp ở trên những cái loa Trung Quốc bình thường. Nó khác nhá, chất lượng nó khác hoàn toàn. Nên các bác cần phải biết một cái vấn đề như vậy. Đúng không? Còn về âm thanh, test âm thanh nhỉ? Test âm thanh thì khả năng là em cũng đã có quá nhiều video để chia sẻ về về cái âm thanh của GCF này rồi. Các bác có thể là xem lại trên kênh. Đi nắp rất nhiều, đi nắp năm ngoái phải vài chục bộ GCF. Âm thanh của nó chưa ai dám chê một câu nào luôn về cái chất lượng âm thanh. Quá là tuyệt vời. Rồi, em sẽ có những cái video để test chất âm thêm về 3110 MK2 để cho các bác cùng nghe nhé. Thì 22 triệu cho một cặp này, 37 triệu cho một cặp bát 30, 22 triệu cho một cặp bát 25. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.